đi cho lốc. Hôm nay mình lại mời cả nhà hãy cùng trải nghiệm với mình một buổi chiều cuối tuần như cả nhà. Thì mình đang đứng tại khu vực bãi sau thành phố Vũng Tàu, hiện tại bây giờ là 6 giờ tối rồi cả nhà. Mời cả nhà cùng trải nghiệm với mình nhé. Hiện tại bây giờ là 5:30 chiều rồi cả nhà. Một khung cảnh cuối tuần rất là đông đúc luôn, lượng người rất là khủng luôn cả nhà. Thì mình mời cả nhà hãy cùng trải nghiệm với mình này. Một bãi tắm hôm nay rất là đột biến luôn, một lượng người rất là khủng luôn cả nhà. Đó, cả nhà em thấy ông mình đang đứng ở giữa một biển người, một dàn phụ nữ bây giờ bắt đầu về này, rất là đông vui và nhộn nhịp luôn. Mình mời cả nhà hãy cùng đi với mình trải nghiệm một bãi tắm chứa nguy gặt. Tuy rằng cuối tuần thật nhưng lượng khách rất là đông. Rất là khủng. Thì trong video nếu như gió hơi ồn mong cả nhà hoan hỉ nhé. Cả nhà hãy xem nhạc và ngắm cảnh cùng với mình nhé cả nhà. Rất là nhiều hình ảnh đẹp đang đợi các bạn ở phía sau đây. Đấy, những hình ảnh rất là thân thương, rất là đẹp đó cả nhà. Rất là đẹp đó mọi người. Cả nhà xem hãy nhớ like ủng hộ mình nha cả nhà. Đăng ký kênh để cho mình làm nhiều video đẹp và hay hơn cho cả nhà xem. Phía trên bờ cả nhà xem, ở phía ở trên bờ rất đông. Đó, các phụ nữ không có tắm biển đang đứng ở trên bờ. Lượng khách rất là đông cả nhà. Hôm nay đúng là bể trận với khung cảnh buổi chiều cuối tuần. Phía trên bãi cát cả nhà xem, bãi cát người ngồi rất là đông, rất là đông vui luôn. Đấy, mạnh tay like ủng hộ cả nhà đây nè. Hình ảnh rất là đẹp, rất là thân thương của cuối tuần. Cả nhà xem phía ngoài tắm này, rất là đông luôn này. Phía ngoài đông nghẹt người, đó cả nhà nhìn thấy. Đúng là một biển người. Xem mình zoom cho cả nhà xem bãi tắm này, lượng người tắm này đông như kiến luôn cả nhà thấy không. Mình tưởng tượng là đông hơn ngày Tết cho cả nhà, đông hơn ngày Tết luôn đấy cả nhà ơi. Đấy, những hình ảnh này rất là đẹp cả nhà thấy không. Là một biển người, phải dùng từ là gọi người đông như kiến. Đây là người phía bên ngoài cả nhà xem. Thank you.
nên là cái khung cảnh nhìn các bạn trẻ chơi đào đất đào cát thì nhìn lỗ lã đầy hình ảnh rất là dễ thương. Gió hơi ồn, mong cả nhà hoan hỉ cùng mình như cả nhà. Bởi vì gió chiều hôm nay gió rất là lớn. Nước thì chiều bây giờ đang còn dâng lên nên thấy là gió rất là lớn. Những hình ảnh rất là đẹp, rất là thân thương.
dài nên mình cũng xin phép dừng ở đây một lần nữa. Mình chân thành cảm ơn cô nhiều chú bác đã cùng đồng hành với mình trong suốt tuần qua, một lời tri ân nhất. Xin chào và hẹn gặp lại cả nhà trong video kế tiếp. Chúc cả nhà có một buổi tối thật là vui vẻ nhé cả nhà.